Khởi đầu tự nhiên xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui mừng gặp lại quý vị trong video của ngày hôm nay. Quý vị thân mến, trong video ngắn của ngày hôm nay, chương trình xin được chia sẻ tới quý vị hai món ăn được chế biến từ thịt lợn rất tốt cho người bệnh tiểu đường mà các chuyên gia sức khỏe khuyến nghị người bệnh tiểu đường nên ăn thường xuyên để vừa bổ sung được các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể, vừa đảm bảo được lượng đường trong máu không bị tăng. Vậy hai món ăn này là gì? Mời quý vị hãy cùng theo dõi và bổ sung sớm quý vị nhé! Người tiểu đường cứ ăn hai món này thường xuyên, đường huyết rất ổn định, khỏi tịt biến chứng. Người bị tiểu đường cần thực hiện một chế độ dinh dưỡng hợp lý và nghiêm ngặt mới có thể hạn chế được những tiến triển xấu của bệnh. Vì một trong những nguyên nhân dẫn đến bệnh là do tình trạng cơ thể bị thừa cân, lượng cholesterol trong máu cao. Khi lượng calo được cung cấp vào cơ thể cứ lớn hơn nhiều lần so với lượng calo được tiêu thụ, khiến cơ thể phải tích trữ và lưu trữ lại. Lượng này sẽ chuyển hóa thành mỡ và lâu dần gây nên thừa cân, béo phì. Thịt heo, loại thịt đã quá quen thuộc trong đời sống cũng như trong mâm cơm của mỗi hộ gia đình Việt Nam, được coi là loại thịt phổ biến nhất. Thịt heo được các bà nội trợ đảm đang nấu ra rất nhiều món ăn ngon và hấp dẫn. Tuy nhiên, không phải bà nội trợ nào cũng biết cách nấu những món chế biến thịt lợn để giữ được hương vị và giá trị dinh dưỡng cao nhất. Các món chiên xào có thể làm mất những thành phần có lợi cho sức khỏe trong thịt heo. Thường xuyên sử dụng trong các món ăn gia đình, ít người nắm được giá trị dinh dưỡng của thịt heo và đôi khi thường bỏ qua những thông tin hữu ích dành cho sức khỏe này. Các vitamin có trong thịt heo. Thịt heo chứa nhiều loại vitamin tốt cho sức khỏe con người, đặc biệt là vitamin B1, quan trọng cho sự tăng trưởng, phục hồi cơ bắp và các cơ quan như mô thần kinh, cung cấp dinh dưỡng cần thiết. Ngoài ra, thịt heo cũng rất dồi dào vitamin B2 có lợi cho da, tốt cho máu, đặc biệt với những người bị bệnh thiếu máu. Vitamin D dồi dào trong thịt heo giúp hỗ trợ xương, răng phát triển đầy đủ và mạnh mẽ hơn. Vitamin 6 trong thịt heo lại có vai trò hỗ trợ quá trình chuyển hóa chất béo, protein và rất nhiều chất khác, đồng thời giữ duy trì hoạt động của cơ thể người. Thịt heo chứa nhiều dinh dưỡng thúc đẩy quá trình sản xuất tế bào máu đi nuôi cơ thể. Thành phần sắt dồi dào trong thịt heo cũng giúp ích cho những người thiếu máu hay cơ thể suy nhược. Kẽm có nhiều trong thịt heo góp phần nâng cao hệ miễn dịch, cải thiện khả năng chống bệnh và tăng cường đề kháng cho cơ thể. Đặc biệt, thịt heo rất tốt đối với những người đang tập luyện thể hình và nâng cao sức khỏe. Dưới đây là danh sách hai món từ thịt heo thích hợp nhất dành cho bệnh nhân tiểu đường. Thịt heo xào hành tây. Đứng đầu trong danh sách các món ăn tốt cho người tiểu đường, không nên bỏ qua, đó là món thịt heo xào hành tây. Món ăn vừa giúp giảm đường huyết lại giàu dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể người bệnh. Nguyên liệu cần chuẩn bị: hành tây tươi 100g, thịt heo nạc 50-100g, tương, dầu, muối, bột ngọt. Cách làm thịt heo xào hành tây. Bạn đem thịt heo rửa sạch, thái miếng vừa ăn, nhúng qua nước sôi, ướp tí nước tương. Bác nồi lên bếp cho dầu vào, xào thịt heo trước. Sau đó cho hành tây vào xào chung, cho gia vị vừa đủ, vừa ăn. Công dụng: ích thận, giảm đường huyết, thích hợp với người bị tiểu đường kèm theo chứng nóng ở vùng gan, thận, bàng quang. 2. Thịt heo nạc xào cần tây. Món thịt heo nạc xào cần tây có tác dụng hạ đường huyết và ngăn ngừa nguy cơ tăng huyết áp cho người bệnh tiểu đường. Nguyên liệu: thịt heo 50g, cần tây 300g, trứng gà 1 quả, khoai mài khô 15g, bột năng 10g, gừng vài lát, hành tím, gia vị, dầu ăn. Cách thực hiện: thịt heo rửa sạch, thái lát mỏng, gừng rửa sạch, gọt vỏ, sau đó thái lát mỏng, cần tây rửa sạch, cắt khúc, hành tím băm nhuyễn. Cho khoai mài vào chảo dầu xào đến khi mềm, cho thêm cần tây và gừng vào trộn đều và nêm thêm gia vị, trộn thịt heo, bột năng và trứng gà, phi hành tím với dầu ăn, sau đó cho phần thịt heo trộn đều. Khi thịt chín thì cho thêm phần hỗn hợp khoai đã xào trước đó vào chung và trộn đều. Trộn đều thịt heo với bột năng cùng trứng gà và một chút muối, nêm gia vị cho vừa ăn trước khi tắt bếp. Vâng, thưa quý vị, với những thông tin được chia sẻ trên đây, hy vọng quý vị sẽ có những món ăn phù hợp giúp cải thiện tình trạng bệnh tiểu đường. Thay đổi chế độ ăn uống, sinh hoạt và vận động là giải pháp hiệu quả tốt nhất đối với người bệnh tiểu đường. Bên cạnh việc lựa chọn món ăn cho mình, quý vị cũng cần lưu ý những vấn đề sau để bệnh tình của mình sớm ngày được cải thiện. 1. 3 loại thực phẩm người tiểu đường tuyệt đối cấm ăn, kẻo biến chứng nhanh gấp 10 lần. Thạch đen. Thạch đen hay còn gọi là thạch xương sáo, được làm từ lá xương sáo phơi khô, là thứ rất phổ biến trong các loại chè hoặc nước giải khát mùa hè. Thạch đen được bày bán rộng rãi ở bất cứ khu chợ nào,
Tuy nhiên, việc chế biến loại thạch này được làm hoàn toàn thủ công với chất lượng rất khó kiểm soát. Đã có không ít cơ sở sản xuất thạch bị vạch trần công nghệ chế biến thạch siêu bẩn, như lá phơi tại nơi không đảm bảo, công nhân đi giày ủng để xéo lá, nồi, xô chậu đựng thạch đều cáu bẩn và không đảm bảo vệ sinh. Lương y Nguyễn Văn Hưng thuộc Hội Đông y Hà Nội cho biết, thạch đen tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây bệnh. Đầu tiên, thạch có thể ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ protein trong cơ thể. Đối với trẻ em, thạch làm giảm khả năng thèm ăn và hấp thụ chất dinh dưỡng. Nguy hại nhất là thạch đen được sản xuất bày bán ở những nơi ô nhiễm mất vệ sinh. Đây được coi là ổ vi khuẩn mà khi đi vào cơ thể con người sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Tôi từng chứng kiến nhiều ca cấp cứu và ăn phải thạch bẩn, thạch để lâu ngày. Cũng theo lương y Nguyễn Văn Hưng, nhiều loại thạch hiện nay còn được các cơ sở dùng hóa chất để khiến chúng dai và thơm hơn. Nếu ăn nhiều, lượng hóa chất sẽ tích tụ trong cơ thể và có thể sinh ra độc tố. Trân châu. Nhiều chủ quán tiết lộ các loại trân châu trong trà sữa hoặc các loại chè chủ yếu được nhập từ nước ngoài. Nhiều loại trân châu đen xuất xứ Trung Quốc hoặc lấy mối từ các cơ sở gia công ở các khu vực ngoại ô Hà Nội. Đầu năm 2012, một phóng sự tại Trung Quốc đã tiết lộ nguồn collagen làm thạch, trân châu được lấy từ giày rách. Tại Việt Nam, tuy chưa phát hiện cách làm tương tự, nhưng việc chế biến thủ công các loại trân châu cũng được coi là kém sạch, đồng thời sử dụng một vài nguyên liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ. Các cơ sở sản xuất trân châu thường sản xuất theo kiểu thủ công, nguyên liệu không được che đậy, trân châu thành phẩm phơi trên nền đất. Do nhu cầu ngày một phong phú của giới trẻ, nên các chủ quán còn nhập thêm các hương liệu không rõ nhãn mác và thuê các chủ sản xuất trân châu thêm vào thành phần làm trân châu như hương sâm dứa, hương nho, hương dâu. Theo bác sĩ Nguyễn Văn Hà, khoa giải phẫu bệnh tế bào, bệnh viện ca, những loại hóa chất trôi nổi bán trên thị trường chứa một hàm lượng lớn các hóa chất độc hại tạo màu, tạo mùi, saccharin và các chất bảo quản. Những loại hóa chất và hương liệu này hoàn toàn không có giá trị dinh dưỡng. Nếu tích tụ nhiều trong cơ thể sẽ gây ra nhiều loại bệnh rất nguy hiểm cho sức khỏe. Nếu uống phải lượng nhỏ, người bệnh có thể bị dị ứng, tiêu chảy, ngộ độc thể nhẹ và thể nặng. Sinh tố hoa quả dầm. Sinh tố hoa quả cũng là một món ăn được ưa chuộng vì nhiều người nghĩ nó ngon, bổ, rẻ. Ngon và rẻ thì đã khẳng định được rồi, nhưng bổ hay không thì còn chưa thể nói chắc. Bởi trên thực tế đã từng có nhiều quán hàng bán món ăn này bị phát hiện dùng hoa quả thối, hỏng rồi xay nhuyễn. Chưa kể đến các loại hoa quả giá rẻ không rõ nguồn gốc và chất lượng. Để che giấu mùi hoa quả hỏng, các chủ quán chỉ cần pha thêm nhiều sữa, siro vào thành phẩm. Ngoài ra, thời gian gần đây, giới trẻ còn ưa chuộng các cửa hàng buffet hoa quả dầm chỉ với 20-25.000 đồng là thực khách đã có ngay một cốc hoa quả dầm với đủ loại hoa quả. Chưa ai kiểm chứng được những loại hoa quả này có nguồn gốc từ đâu, có đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm hay không. Những khay hoa quả được bày lộ thiên với đủ loại ruồi nhặng lởn vởn xung quanh dưới tiết trời nóng bức, nhưng vẫn thu hút rất nhiều thực khách. 2. Lựa chọn trái cây phù hợp cho người bệnh tiểu đường. Không nên ăn một số loại hoa quả nhất định. Bệnh tiểu đường có thể ăn tất cả các loại trái cây, nhưng với số lượng hạn chế, vì trái cây cung cấp nước, đường, chất xơ, vitamin C, vitamin nhóm B, chất khoáng canxi, magie, kali đều rất tốt cho cơ thể. Người mắc bệnh tiểu đường có nên uống nước ép trái cây? Các loại nước ép trái cây không phải là thức uống lý tưởng cho bệnh nhân tiểu đường. Thậm chí cả những loại nước ép đóng hộp có ghi nhãn là không đường, sugar free. Nước trái cây là một trong những nguyên nhân làm lượng đường trong máu tăng đột ngột. Việc nhai hay ăn bằng miệng làm cơ thể hấp thụ dần lượng đường đưa vào. Nếu có sự gia tăng hàm lượng đường thì nó cũng diễn ra chậm hơn. Ngoài ra, việc ăn hoa quả còn làm tăng hàm lượng chất xơ cho cơ thể, giúp chống táo bón và giảm mỡ máu. Thời điểm tốt để người tiểu đường nên ăn trái cây. Nếu bệnh nhân tiểu đường ăn trái cây ngay sau bữa ăn trưa hoặc ăn tối, có thể làm gia tăng lượng đường trong máu. Phải có khoảng cách ít nhất 2 giờ sau các bữa ăn mới nên dùng trái cây. Ăn trái cây lúc này sẽ không làm đường huyết của người bệnh bị tăng đột ngột. Thời gian lý tưởng để ăn trái cây là giữa buổi sáng, khoảng 11 giờ sáng hoặc vào buổi tối, lúc 5 giờ chiều. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi Khỏe Đẹp Tự Nhiên đã chia sẻ từ quý vị hai món ăn từ thịt lợn rất tốt cho người bệnh tiểu đường. Như vậy, quý vị có thể bổ sung món ăn này thường xuyên vào thực đơn hàng ngày của mình để ổn định đường huyết, cũng như đẩy lùi được căn bệnh tiểu đường. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!